Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Xoay quanh thông tin hiểm họa từ mẹ thiên nhiên đã kéo theo hàng loạt những thảm họa nhân tạo tại Trung Quốc. Khi mưa lớn nhiều ngày đã khiến các lớp đất bị vỡ và bão hòa nước nghiêm trọng, khiến cho một vụ lở núi đá kinh hoàng đã xảy ra ở tỉnh An Huy, miền Nam Trung Quốc, làm sập 12 tòa nhà cao tầng, trong khi 5 tòa nhà kế cạnh bị ngả nghiêng, trông giống như một món đồ chơi mà trẻ con đã gạt qua một bên. Và những công trình này vừa mới đi vào hoạt động vào đầu tháng 1 năm nay. Nhưng rất tiếc, những công cuộc xoay cắt mới mẻ, hoành tráng này của Trung Quốc đều đã thất bại trước phép thử của mẹ thiên nhiên. Theo đó, rất nhiều người được cho là mắc kẹt và thương vong trong vụ thảm họa thiên tai lẫn nhân tai này. Hiện lực lượng chức năng của Trung Quốc vẫn chưa thể ước tính được con số thiệt hại. Theo nguồn tin từ tờ báo địa phương cho hay, vụ lở núi kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 16 giờ chiều qua theo giờ địa phương tại quận Giang Minh, thành phố Hạ Lộ, tỉnh An Huy. Theo thông tin, đây không chỉ đơn giản là một vụ lở núi bình thường mà còn là hàng triệu khối đá rơi kế sụp sườn núi. Kèm theo lũ bùn, đá ào ào lao xuống các khu vực tòa nhà. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng chục tảng đá núi nặng cả tấn trên độ cao hơn 100m nằm đổ ào xuống, nằm ngổn ngang khiến các tòa nhà đổ nát như một khối đất xây dựng lớn, trong khi nhiều tòa nhà khác bị sập thì vẫn còn nguyên một khối. Nhiều nhân chứng vụ việc kể lại, thời gian xảy ra thảm họa thì mưa rất lớn, hầu như người dân ai cũng ở trong nhà. Anh Lưu, một nhân chứng may mắn thoát nạn cho biết, dù không có động đất nhưng họ cảm thấy mọi đồ vật như đèn chùm, bàn ghế, tivi đều có dấu hiệu bị nghiêng. Trong lúc còn đang hỏi nhau về chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng động lớn từ trên núi vang lên. Ngay sau đó là đất đá và lũ cuồn cuộn từ độ cao 100m ập xuống nhanh như chớp. Mọi người trong tòa nhà nháo nhào giành nhau chạy xuống đường thang bộ, tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Nhiều người bị thương do dẫm đạp lên nhau vì tòa nhà nơi anh Lưu sinh sống thì càng lúc càng nghiêng và trực chờ đổ sập. Khi vừa thoát được ra bên ngoài, nhìn xa những tòa nhà bên cạnh đều đã lần lượt đổ sập hệt như trò chơi domino. Kinh hoàng nhất là ngay sau đó, tiếng khóc cầu cứu vang lên rồi từ từ thất lịm. Theo nguồn tin chúng tôi có được cho biết, 15 tòa nhà bị sập sụp đổ, vỡ vụn hoàn toàn, trong khi 2 tòa nhà khác nghiêng một góc 45 độ. Ngay sau khi nhận được tin báo thì chính quyền đã điều động 5 trung đội cứu hộ, 500 nhân viên cùng 137 xe cứu thương và xe cứu hỏa được triển khai đến hiện trường. Khoảng 20 phút sau vụ sập tòa nhà thì các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 256 người đã bị mắc kẹt, trong đó có 51 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ phát hiện vẫn còn một nhóm người đang đợi chờ được giải cứu. Theo một số nguồn tin khác cho biết, có tổng cộng 22 tòa nhà bị sập, ít nhất là 7 người được cứu sống và 41 người vẫn còn mất tích sau vụ lở đất. Nhưng ngoại giới vẫn nghi ngờ về những số liệu này. Nói về nguyên nhân thì thiên nhiên là một phần, nhưng chất lượng công trình made in China thì vang danh toàn cầu, không ai còn xa lạ khi nổi tiếng là công trình đậu hũ, tham nhũng, bon rút và làm vật liệu giả tràn lan. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi có được, theo người dân tại đây, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thảm họa này xảy ra là gần đây người ta liên tục trút bùn đất bên cạnh khu vực tòa nhà tạo thành độ cao 100m, cùng với việc khai thác than đá cũng là một tác nhân góp phần xảy ra vụ việc lần này. Mỗi khi trời mưa thì khiến con đường nham nhở những bùn đất và đá. Người dân địa phương phàn nàn về vấn đề này trong một thời gian dài nhưng không được giải quyết. Cũng theo nhiều nguồn tin cho biết, gần 60% địa phương ở Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, lũ tuôn như thác nước vào ngày hôm qua. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân ở các thành phố thuộc tỉnh An Huy, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây bị ngập lụt, tạo thành thác nước qua cửa sổ của ngôi nhà. Truyền thông của Trung Quốc đăng video cho thấy nước lũ tràn vào tầng 3 của một tòa nhà chung cư ở quận Kiên Giang, thành phố Trùng Khánh vào ngày hôm qua. Dòng nước lũ đục ngầu tuôn ra xối xả từ cửa sổ ngôi nhà như thác. Nước lũ còn được nhìn thấy chảy ra với cường độ nhẹ hơn từ những ngôi nhà bên cạnh.
Kể từ khi mùa lũ bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 6, đất nước này đã ghi nhận 55 hiện tượng thời tiết đối lưu gây ra mưa lớn, cùng với đó là 8 trận dông bão và mưa đá. Chỉ trong tháng 7 này, giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 11 năm nay. Trung Quốc là một quốc gia được biết đến là tội ác tàn nhẫn và được coi là đất nước phá hoại nhất thế giới. Chính vì vậy, khi được nhắc đến Trung Quốc thì người ta sẽ nghĩ ngay đến là một quốc gia phá hoại và lươn lẹo. Trung Quốc luôn cố gắng bóp méo sự thật và tốt khoe xấu che với toàn thế giới vì sợ mất mặt. Vừa qua, thành phố Hải Khẩu ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra một sự việc khiến người dân lo ngại về an sinh của mình. Đó chính là hàng loạt cá chết trôi dạt lên bờ, nhiều đến nỗi hàng ngàn con cá trôi lên bờ khoảng 1 km. Cảnh tượng lúc này đã được người dân đăng tải trên Weibo, nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhưng bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc lại cố tình ém thông tin, sợ rằng sẽ bị cả thế giới biết tình trạng ô nhiễm của quốc gia này và nguy hiểm đến mức hàng loạt cá chết trôi dạt lên bờ. Theo phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường cho thấy lúc này, hàng tấn cá chết trôi từ trên biển trôi dạt lênh láng lên bờ. Chỉ sau một đêm, sau khi thức giấc, người dân đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hồn bạt vía này. Ai nấy đều lấy làm lạ vì không hiểu vì sao mà cá lại chết quá nhiều và dồn lên bờ như vậy. Hàng chục tấn cá chết bất thường dạt vào bờ ở thành phố Hải Khẩu, miền Nam Trung Quốc đang gây quan ngại với người dân ở nơi này. Theo phóng viên chúng tôi ghi nhận, ít nhất 45 tấn cá đã bị trôi dạt vào bờ trên đảo Hải Nam hôm vừa qua. Tin tức ban đầu cho hay một đợt triều cường đã đẩy cá đến cửa sông khiến chúng bị kẹt vào một hệ thống bơm nước rồi trôi nổi trên hồ nước. Theo truyền thống Trung Quốc, người dân quan ngại về tình trạng ô nhiễm gây ra hiện tượng này, nhưng chính quyền địa phương lại cho rằng việc xảy ra là do sự thay đổi đột ngột trong hồ nước, đặc biệt là thay đổi về độ mặt nằm bên trong hồ nước và không lý giải hợp lý cho người dân đồng tình và an tâm. Chính vì lý do này, người dân địa phương rất là lo ngại về môi trường đang sinh sống bị nhiễm độc, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng nề. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vào sáng ngày hôm qua, chồng bà Vương, một người dân ở làng Cầu Thạch Hải Khẩu, Trung Quốc, trong lúc đi thăm hồ nuôi cá đã phát hiện hàng ngàn xác cá chết. Sau đó, lượng cá chết mỗi ngày càng tăng lên gần như liên tục cho đến khi xác đã phủ kín cả mặt hồ vẫn không dừng. Hiện nay lượng cá chết đã lên tới 8,5 tấn. Bà Vương nghi ngờ có người thả độc xuống hồ nhưng cho đến nay vẫn không có lý do. Hàng ngàn con cá chết bí ẩn đã khiến nước hồ ở đây trở nên bị ô nhiễm nặng nề. Cả một vùng không gian rộng lớn nồng nặc mùi cá chết hôi tanh vô cùng khó chịu. Một người dân địa phương có tên là Lý Hàng cho biết, từ đầu năm 2022 cho đến nay chúng tôi bị thiếu nước sạch, nước uống thì ít mà nước lũ và bùn đất thì nhiều. Trong khi lũ lụt xảy ra ở khắp cả Trung Quốc, nguồn nước thì dư thừa và gần đây nước uống của chúng tôi có gì đó lạ, có mùi rất hắc và bùn bị nhầy. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống không còn được bình yên nữa, mọi thứ đã bị đảo lộn. Một người dân khác cho phóng viên chúng tôi biết rằng mỗi khi khu vực chúng tôi được rất nhiều khách du lịch nhưng thời gian gần đây không có khách nước ngoài ghé thăm nữa. Có lẽ họ đã thấy nơi này không còn an toàn nữa rồi. Những người nuôi cá cho rằng các chất ô nhiễm thải ra từ doanh nghiệp gần đó có thể là nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt, theo AP đưa tin. Vừa qua, Trung Quốc đã không nhắc tới và khi được hỏi về sự việc này thì chính quyền Trung Quốc đã không trả lời. Lý do này làm nghi vấn ngày càng tăng lên, cho rằng chính quyền Trung Quốc đã thải độc vào Biển Đen rồi làm cho cá chết hàng loạt như thế này. Các quan chức phụ trách về môi trường đang điều tra nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Theo hãng tin SCMP, hiện chưa rõ loạt cá chết mà các cư dân địa phương nói với họ là chưa từng nhìn thấy loại cá này tại hồ. Khi phóng viên chúng tôi có mặt tại hiện trường thì đã thấy nhân viên môi trường tỉnh Hà Nam phải huy động 4 thuyền 200 người đã thu gom được 30 tấn cá chết. Cá được tiêu hủy ngay lập tức, tránh tình trạng đem ra ngoài chợ bán. Quan chức tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo các quan chức địa phương, gió mạnh xuất hiện đột ngột ở khu vực này đã khiến các lớp trầm tích dưới hồ, trong đó có chứa lưu huỳnh, thức ăn cho cá và cả rác thải của hộ gia đình bị khuấy tung và trào lên mặt đất. Lưu huỳnh làm cho cá bị ngộ độc và nồng độ của amoniac khiến cho cá thiếu oxy rồi chết.
Theo thống kê, cũng trong tháng 6, cả Trung Quốc lại tiếp tục chấn động sau khi nhiều người dân sống tại Tân Hải, thành phố của Thiên Tân, Trung Quốc đã phát hiện hàng loạt con cá chết nổi lềnh bềnh trên một con sông, chỉ cách hiện trường khu vực xảy ra vụ nổ của hóa chất của thành phố này chỉ khoảng 6 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sau đó đã đưa tin các xét nghiệm máu, cá và nước sông không tìm thấy lượng axit nhiều đáng kể. Vì vậy, vụ cá chết này không có liên quan đến việc rò rỉ hóa chất, nhưng giải thích này là không được thuyết phục. Giới chức Trung Quốc thừa nhận đã ít nhất là khoảng 700 tấn cá hóa chất được cất ở khu nhà kho khi bị nổ tung, nhưng vẫn cố tình trấn an người dân rằng cá chết hàng loạt không phải là do hóa chất rò rỉ trên sông. Gần đây nhất, hồi đầu tháng 7 năm nay, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện khoảng 5 tấn cá chết bất thường trong một hồ chứa ở quận Sivatthai thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng theo ước tính của chính quyền địa phương, thiệt hại có thể lên đến 100 triệu nhân dân tệ. Trước hiện tượng cá nuôi và cá trong tự nhiên chết hàng loạt ở ven biển miền Trung Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Trung Quốc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực này. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.